Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tạp chí Công nghệ TechMark, và đây là số Tech Daily đầu tiên của tháng 3. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với thông tin liên quan đến iPhone 8. Như đã biết thì thế hệ iPhone 2017 sẽ đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Do đó sẽ không ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên Apple phá rào trong việc ra mắt nhiều hơn hai mẫu iPhone trong năm nay, cũng như tích hợp nhiều đột phá về cả mặt thiết kế lẫn tính năng vào một phiên bản iPhone cao cấp nhất mang tính biểu tượng. Hiện tại thì một nguồn tin được cho là thân cận trong nội bộ của Apple vừa tiết lộ thêm cho chúng ta về kế hoạch sản xuất iPhone mới trong năm nay của công ty. Theo đó thì Apple đã quyết định sử dụng tấm nền OLED nhằm tích hợp vào một mẫu iPhone cao cấp nhất với màn hình cong, giúp Apple tiếp tục bứt tốc và làm chủ thị trường trong năm nay, cũng như thu về lợi nhuận khổng lồ cho công ty. Được biết thì iPhone 8 sẽ là phần đại tu lớn nhất của iPhone về mặt kiểu dáng kể từ đợt làm mới nhất cách đây 3 năm của công ty trên thế hệ iPhone 6. Và đây cũng được cho là chiếc iPhone thành công nhất từ trước đến nay, giúp Apple lấy lại đà tăng trưởng doanh thu và tạo ra lợi nhuận kỷ lục. Bên cạnh cải tiến về thiết kế và màn hình thì thế hệ iPhone mới cũng sẽ đánh dấu lần đầu tiên Apple từ bỏ các cổng kết nối độc quyền của họ để chuyển sang sử dụng cổng USB Type-C thông dụng hơn, cũng như việc loại bỏ nút home vật lý. Tuy nhiên, những cải tiến này cũng sẽ kéo theo hệ quả là mức giá bán của các mẫu iPhone mới sẽ tăng lên cao hơn hẳn so với thế hệ iPhone tiền nhiệm. Cụ thể là sẽ vượt qua ngưỡng 1.000 USD cho phiên bản iPhone cao cấp nhất. Dù sao thì tin tốt là sau khi nhận được thông tin Apple mới sử dụng màn hình OLED dành cho iPhone, giá cổ phiếu hiện tại của Apple đã tăng cao kỷ lục. Tuy nhiên, như mọi khi thì đại diện Apple từ chối bình luận về thông tin trên. Xu hướng phát triển nâng cấp hạ tầng mạng di động tại nước ta lên công nghệ 4G đang là một nhiệm vụ tất yếu trong thời gian ngắn tới đây. Không chỉ có sự đầu tư của các công ty công nghệ tại nước ta, mà xu hướng phát triển này cũng cần có thêm sự đôn đốc, quản lý, tiến độ đổi mới từ các công ty, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan, mà đứng đầu là Bộ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể thì trong một cuộc phỏng vấn với các cơ quan báo chí vừa diễn ra tại Hà Nội thì ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đôn đốc các nhà mạng đẩy nhanh tiến độ xây dựng mạng lưới để cung cấp 4G trong năm 2017. Đảm bảo cơ sở hạ tầng tốt nhất cho việc phát triển các dịch vụ nội dung trên nền tảng này. Lý do cho việc Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ trực tiếp tham dự vào xu hướng này nằm ở việc Bộ nhận thấy các nhà mạng tại nước ta hiện nay vẫn chưa tận dụng được triệt để các lợi thế về nhân sự, bộ máy, trang thiết bị, công nghệ thông tin trong mạng lưới, trong khi nhu cầu về tốc độ kết nối, truy cập dữ liệu tốc độ cao của người dùng đang ngày một gia tăng. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng chia sẻ rằng trong dài hạn, Bộ hy vọng nhà mạng sẽ đẩy nhanh tốc độ để nghiên cứu, phát triển và làm chủ được các nền tảng khoa học, công nghệ, tiến tới việc cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trọn gói, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin không chỉ cho các cơ quan của chính phủ mà còn cho các doanh nghiệp. Cùng với đó là phát triển song song các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng IoT để phát huy tối đa khả năng sáng tạo của doanh nghiệp IT nước nhà để có thể đón đầu xu hướng của công nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo ra nền tảng để đưa ngành viễn thông, công nghệ thông tin Việt Nam vươn tầm ra thế giới. Mặt hàng khuyến mãi luôn có một sức hút khó cưỡng với nhiều bạn trẻ cuồng mua sắm, nhưng một khi mặt hàng đó được khuyến mãi giá sâu tới mức giảm giá trực tiếp quá sâu với mức giá gần như cho không thì chúng ta sẽ cần cảnh giác với tính xác thực của thông tin này. Mới đây thì một đơn vị mang tên Công ty Cổ phần Xe điện Harley Việt Nam đã sử dụng trang Facebook xe điện bánh to Harley để quảng cáo giao bán 30.000 xe máy điện với giá khuyến mại 499.000 đồng. Trong khi đó, giá xe gốc mà đơn vị này công bố là gần 9,5 triệu đồng, tức mỗi chiếc xe trong diện khuyến mãi mà công ty này công bố sẽ có mức giảm giá trực tiếp lên tới 95% so với giá trị gốc của nó. Và để chứng minh cho tính xác thực của đợt khuyến mãi, đơn vị này đã trưng ra một số mẫu giấy tờ có cấp dấu chứng nhận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép thực hiện chương trình khuyến mãi này. Tuy nhiên, ngay sau đó thì chiêu trò của đơn vị mang tên Công ty Cổ phần Xe Harley Việt Nam này đã bị vạch trần là giả mạo. Lý do nằm ở một doanh nghiệp khác cũng chuyên về lắp ráp xe điện có tên là Miyoko đã đứng ra tố cáo công ty Harley đã lấy trộm mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm dành cho một mẫu xe của họ và tiến hành sửa đổi các thông tin nhằm tạo bằng chứng giả để thực hiện đợt khuyến mãi. Sự việc này cũng được xác nhận chính thức từ ông Lê Hoàng Tài, Cục Phó, Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công Thương, khẳng định ông chưa từng ký văn bản nào cho phép tiến hành chương trình khuyến mãi trên, toàn bộ nội dung trong văn bản đều là giả mạo. Cục Xúc Tiến Thương mại đang yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc điều tra đơn vị giả mạo văn bản. Như vậy là chiêu trò bán xe với giá siêu rẻ của đơn vị mang tên Công ty Harley này nhiều khả năng chỉ là một chiêu trò câu like từ một đơn vị ma nào đó, và sau khi đạt đủ số lượng người theo dõi trực tiếp thì sẽ đổi tên trang Facebook để thực hiện các ý đồ bất chính khác mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Và vừa rồi là tất cả những thông tin chúng ta có trong bản tin Tech Daily ngày hôm nay. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.